Xóm quỵ lụy mà chả ai cho vay. Trên đời này trừ trường hợp kiểu ra tiên giàu vạn đời vạn kiếp để tiền lại ăn mấy đời không hết ấy. Còn lại ai cũng phải lo tích cóp từ từ để có tiền, từ đấy mới mưu cầu được hạnh phúc. Cái hồi mình đi học cấp 3 thì ở trọ chung với các my spirit slips away from my body and dances naked with the devil. Okay, let's go. Made my BFF a birthday gift. I want to go to there. On October 3rd, he asked me what day it was. Hey, what day is it? It's October 3rd. Hey, sweetie, mặc kệ người ta nói ra nói vào, tình yêu tới ta với chào thì đâu phải tough. Hey, Siri, mặc kệ ngày mai có như thế nào, tình yêu khiến ta với chào. Oh, please throw in your heart. You don't know, babe, you don't know, babe. Muốn yêu, đừng yêu, đừng suy nghĩ nhiều. You don't know, babe. Why are you so obsessed with Halloween? Halloween is cool. I'm incredibly annoying, chopping problems, that's my crime. I just don't respond to yelling, maybe sit your ass in time. And I'm hearing down the line, guess I'm the issue.
Hey DJ, bring that back. When I move, you move just like that. When I move, you move just like that. When I move, you move just like that. Hell yeah, hey DJ.